Dân số ký chương 30 Mô-xê nói cùng dân Israel mọi điều Đức giê va đã phán dặn người. mô cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng Này là điều mà Đức giê va đã phán. Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức giê va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì thì trở nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình có hứa nguyện cùng Đức giê va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi. Nếu người cha đã biết lời hứa nguyện nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn những bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi, thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Jehova sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng vậy. Nếu người nữ ấy đã kết hôn hoặc vì hứa nguyện hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình. Nhưng bằng ngày nào chồng nàng hay mà đối cùng nàng vẫn làm thinh thì nàng phải làm y là hứa nguyện và giữ những sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã biết cấm nàng đi hủy lời hứa nguyện mà nàng mặc mắt đó và lời gì lỡ ra khỏi môi mà vì cả đó nàng đã buộc lấy mình thì Đức Diêu Ba sẽ tha tội cho nàng. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc một người đàn bà bị để mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì và nếu chồng đã hai vẫn làm thinh cùng nàng, không cấm thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. Nhưng Nhật Bằng, ngày nào chồng nàng hai biết hủy đi thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi. Chồng nàng đã hủy các lời đó thì Đức Giêsu Va sẽ tha tội cho nàng. Chồng nàng có thể ưng hay hủy mọi sự hứa nguyện và mọi lời thề mà nàng sẽ buộc mình đặng ép linh hồn mình nhật Băng chồng vẫn làm thinh cùng nàng ngày nay qua ngày mai như vậy chồng ưng các sự hướng nguyện của nàng chồng ưng vì không nói chi ngày mà người đã hay biết còn nếu chồng hủy các sự hướng nguyện một ít lâu sau khi đã hay biết thì chồng sẽ mang sự hình phạt về tội lỗi của vợ mình đó là các lễ định mà đức giơ truyền cho mô xe về một người chồng và vợ mình một người cha và con gái mình buổi thơ ấu khi còn ở nhà cha